Dạ thưa sư, sư cho con hỏi là phương pháp tập khí công có phải từ đạo Phật không ạ? Trước đây con có tìm hiểu thì khí công có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng thời gian gần đây con xin tham gia sinh hoạt với một đạo tràng, trong đó chỉ có tập khí công và họ nói phương pháp này là bí truyền dòng họ Thích Ca. Mọi người may mắn lắm thì có phước lắm thì mới được học. Và họ dẫn chứng từ trong những bộ truyện tranh Đỉnh Núi Tuyết nói về cuộc đời Đức Phật mà vị thầy trụ trì biên soạn. Thấy khổ chưa? Mấy cái vụ này thì nó có nhiều, nhiều lắm. Nhiều gọi là nhiều tới mức mình chẳng buồn nói tới. Thì sư chỉ có thể khẳng định với quý vị là Đức Thế Tôn Ngài không có dạy cái gì về cái khí công. Thì một số vị tỷ kheo khi mà do không có tập thể dục á, thì bị bệnh, thì Đức Thế Tôn ở trong gốc, bản gốc, thì Ngài có nói là Ngài có thể cho sử dụng cái việc là đi tới đi lui, lên đi xuống trên cái đường kinh hành á. Thì nói theo kiểu của mình là giống như là đi bộ tập thể dục, đại loại như vậy. Thì cái đó là được Đức Thế Tôn cho phép khi mà Lương Y Chi Quá Cá gặp Đức Thế Tôn á. Nhưng mà một số phiên bản dịch sau này thì nói là Đức Thế Tôn cho phép là tập thể dục. Sư cũng không biết là làm sao mà từ cái việc là cho phép giống như là đi bộ tập thể dục mà nó chuyển qua cái tập thể dục, thì hai cái đó nó bắt đầu là đã khác rồi. Mà từ cái đó bây giờ nó chuyển qua cái khí công nữa thì nó xa quá. Khi mà chúng ta học thì chúng ta nên để ý kinh mà Đức Phật thuyết, chứ không phải là tự một ai đó biên soạn ra một cái gì đó rồi mình tưởng là thật. Giống như cái mà cái vụ mà tập mà nó nổi tiếng nhất thì quý vị biết là ở đâu? Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự giờ nổi tiếng lắm rồi. Mà quý vị biết là có một cái bài phóng sự mà nghiên cứu về Thiếu Lâm Tự á. Bây giờ Thiếu Lâm Tự thì chỉ đơn thuần là giống như là một cái công ty phục vụ du lịch. Nó không còn là cái chùa nữa. Tức là vô chổng thì chủ yếu tập võ thôi. Cứ vô chổng rồi tập võ rồi chia ra làm rất nhiều những cái chi nhánh để tập võ thuật. Thì một số là tập để biểu diễn, đóng các cái đi mấy cái gánh biểu diễn á, rồi một số là để đóng phim, rồi một số là sẽ có trách nhiệm là hướng dẫn khách du lịch. Nói chung là bây giờ cái hoạt động của Thiếu Lâm Tự là một cái công ty, chứ nó không còn là một cái chùa nữa. Những cái bộ phim mà quý vị thấy là nói về Thiếu Lâm là ở đằng sau là có cái công ty trách nhiệm hữu hạn Thiếu Lâm Tự tài trợ. Thành ra là nó không còn. Biết hồi xưa Đạt Ma Sư Tổ làm cái gì thì mình không biết, mà chỉ biết là bây giờ cái hình tượng Đạt Ma Sư Tổ nó lạ lắm, ở chỗ đối với Thiếu Lâm Tự nó lạ dữ lắm. Rồi còn cái vị trụ trì thì cũng không phải là cái người mà râu tóc bạc phơ như là ở trong mấy cái phim đâu, mà một vị rất là trẻ mà thì luôn luôn là tay laptop, tay điện thoại nói chuyện không ngừng tiếp. Nói chung là phóng viên tới là không có thời gian để mà tiếp, tại vì có rất là nhiều những cái hợp đồng cần phải ký, đại loại thế. Cho nên là cái Thiếu Lâm Tự nó không có giống như cái Thiếu Lâm Tự mà mình tưởng tượng đâu. Thành ra đó, mấy cái vụ mà khí công cũng vậy, sư nghe nhiều vụ rồi cũng mang cái danh mà bí truyền, rồi bắt đầu là nhiều cái giống như nó bí quá rồi nó truyền tầm bậy tầm bạ, nó kêu là bí truyền. Rồi có nhiều phương pháp giống như là kêu người ta là tập tập khóc rồi tập cười. Đó, mà đóng những cái buổi học phí đóng không hề rẻ. Nói chung ra thì chúng ta tu tập theo Phật là an toàn nhất. Những gì Phật dạy trong kinh là an toàn nhất.
Còn những thứ ngoài ra thì thôi, nói không hết đâu, thôi dẹp bằng bên ha.